giúp người ta thật sự mong muốn người ta tốt đẹp. Lúc đó người ta cũng nghĩ vậy. Nhưng khi người ta hết khó khăn, người ta lại nghĩ mình giúp vì muốn được lợi. Vậy phải làm sao ạ? Thứ nhất á, là mình thử soi xét lòng mình xem là mình giúp người ta có đúng là vì giúp để muốn được hưởng lợi không? Vì thường á, khi chúng ta giúp một người nào đó thì nó xảy ra mấy trạng thái thế này. Một là về mặt vật chất, giúp người ta việc A lại đổi lại người ta phải làm cho mình việc B. Đây là căn bệnh căn bản mà doanh nghiệp hay mắc phải cái nghiệp lực này, là giúp cho họ có việc làm nhưng đổi lại họ cũng phải làm gần chết. Vậy thì rõ ràng đấy không phải là giúp, đấy là trao đổi. Nhưng trong tư duy của mình thì bảo họ vào công ty mình làm, xong mình dạy nghề cho họ làm, xong họ cái giai đoạn họ học nghề lương họ cũng thấp mà, xong họ học được nghề rồi họ mới làm được mà, thì mình mới trả lương mà. Thế nhưng mình cứ bảo đấy là mình giúp họ, đấy là đổi trác, chứ đấy không phải là giúp. Không, chính mình hiểu sai cái khái niệm nhé. Hai, giúp họ về cảm xúc, vì cảm xúc. Mình giúp họ xong thì mình bắt họ phải ban ơn, phải hàm ơn mình. Tức là giúp họ xong mà Tết họ không đến nhà mình chúc Tết là mình trách mắng. Giúp họ xong mà họ không quay lại, họ biếu xén mình cái gì là mình khó chịu. Hoặc giúp họ xong mình lại mang cái chuyện mình giúp họ đi kể khắp cả làng. Ví dụ cho họ vay 50 triệu xong thì họ vay thì họ trả, nhưng mình lại mang cái chuyện là cho họ vay 50 triệu đi kể khắp trong cái khối bạn học. Nó khó khăn vừa rồi tao giúp nó 50 triệu đấy, mất phước. Như vậy bạn giúp họ vì cái gì ạ? Vì chính cái cảm xúc của bạn thôi, chứ không phải vì bạn muốn giúp họ. Cho nên giúp xong thì mới đi kể để cho nó oai mà, cảm xúc mà. Giúp xong là muốn nó đến Tết, nó đến nhà, nó biếu quà mình để cho nó oai mà, vẫn là cảm xúc. Giúp xong là ra đường đi uống cà phê mà gặp nó với thằng bạn nó, là bắt nó phải kể lại cái chuyện ngày xưa mình giúp nó, thì đấy là giúp để thỏa mãn cảm xúc cá nhân của mình, chứ không phải giúp vì giúp. Nó không chân thật. Tất nhiên về mặt là gì ạ? Hành vi thì đúng là giúp thật, nhưng giúp không phải vì giúp, mà giúp vì gì ạ? Giúp họ là giúp mình, để thỏa mãn cái cảm xúc của mình. Thứ ba, giúp họ để cho mình an yên, là vì trước đây có thể mình cư xử chưa đúng với người thân của họ, với người A, với người B của họ, và nay giúp đứa con để cho mình an yên, không ân hận với cha mẹ nó. Vậy đôi khi giúp để an yên, ngay kể cả lên chùa mà, một số người lên chùa cúng tiền cũng chỉ để tìm lại sự an yên cho bản thân, chứ không phải là cúng thật. Vậy cái giúp đó để đổi lại sự an yên. Rồi cũng có thể giúp họ để đổi lại có cái quan hệ, có cái trí tuệ của mình. Tức là tôi cố gắng tôi giúp, tôi đào tạo một người thì tự nhiên tôi lại nâng được trí tuệ của tôi lên, chứ chưa chắc phải cái vì thằng học trò tôi giúp đâu nhá. Rồi cuối cùng giúp xong rồi vẫn được cho mình là được cái nghiệp lực mà. Nhưng mà nó còn gì ạ? Càng vào trong thì nó càng thanh hơn, thanh tịnh hơn. Như vậy tôi nhắc lại, giúp vì sự đổi trác, cho nên không gọi là giúp. Đừng nói là đi giúp người ta,
giúp để mà đổi lại cái cảm xúc của mình. Đó là được kể với người khác, được thấy oai trước mặt nó, được bắt nó phải phục tùng mình. Thì đấy là giúp để thỏa mãn cảm xúc của mình. Đấy vẫn là đổi trác, giúp để cho tâm mình cảm thấy thanh thản, về không mắc lỗi với cha mẹ nó nữa. Thì đó vẫn là đổi trác, giúp để mình có cơ hội thăng tiến, phát triển trí tuệ. Đấy vẫn là đổi trác. Và thậm chí giúp để mình thấy có niềm vui vì mình đã bắt đầu biết cho đi. Thì thực ra trong nhà Phật nói là cái ông mà đi xin đấy với là ông ban phước cho cái ông giúp nhé. Vì Đức Phật đi xin ăn mà nhờ Đức Phật đi xin ăn mà giúp cho người ta học dần cái thói quen cho đi. Thì Đức Phật cho rằng đấy mới là ban phước cho. Đức Phật giơ cái bàn tay này lên. Và đây chính là logo của Tập đoàn Siêu Việt Nam, là ban phước. Vậy cho nên cái khái niệm đầu tiên là giúp. Vậy tôi hỏi bạn là thực sự bạn có bị mắc mớ vào trong những cái vòng giúp hay không? Còn giúp thật ấy, nó giống như là gì ạ? Để gió cuốn đi. Tức là mình không nhìn theo nữa, mình không muốn nó quẩn lại nữa. Thì đấy mới gọi là giúp. Hãy xem lại cách giúp của mình. Mình có kể để với người khác không? Mình có bắt nó hàm ơn không? Mình có bắt nó phục tùng không? Giúp nó xong mình an yên không? Mình đổi lại sự an yên không? Đấy, mình giúp nó xong mình có đúng là mình vui hơn không? Thì mình có bị mắc trong cái mắc mớ gì trong cái chuyện đấy không? Và nếu mà không mắc mớ trong cái chuyện đấy mà nó xảy ra như vậy thì bạn cũng không cần phải nhớ đến nữa. Và bạn học được một bài học là trong cuộc đời này vẫn có những người giúp không như vậy. Họ vẫn nói xấu mình vì họ là người tiêu cực. Thế trong 100 người, 1.000 người chỉ có một người như vậy thôi. Bạn không cần phải đánh đồng và đau khổ. Nó không phải là tất cả. Rồi ạ. Ok. Và bạn có hai việc phải làm. Một là kiểm tra xem cái giúp của mình đúng là trí công vô tư không. Và hai, nếu thật sự không may phải một người như vậy, bạn cũng không buồn. Bởi vì trong 1.000 người mới có 1-2 người như vậy thôi. Thì cũng không phải vì như vậy mà chúng ta không giúp ai nữa. Tiếp tục giúp. Nhưng nếu mà mình giúp vì sự đổi trác thật sự trong 5 cái thứ mà tôi nói thì rõ ràng đúng là mình có vấn đề chứ không phải là họ có vấn đề. Chúc bạn tiếp tục đi làm nhiều cái công việc mà công đức đến cộng đồng và an yên. Vì chúng ta thuận theo tự nhiên, hiểu quy luật. Rồi ạ, cảm ơn bạn.